Hello, xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik Snake Cube ha. Thì cục này nó trên nền tảng của Bi Cube các bạn. Nói chung là nó phức tạp, khó, nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề là kẹt viên, nó rất là kẹt ha. Đây, giờ chúng ta vô, chúng ta ramble ra vậy đấy. Thì cái này nó ít cắt lắm, bởi vì những cái thanh này nó nhiều quá, nhưng mà nó cũng có cắt. Nhiều nó cắt cái gì ha. Trắng xanh gấp vô đây rồi, cẩn thận ha. Để tìm như nào. Đỏ xanh gấp vô này, đỏ xanh cẩn thận ha. Cái vụ mình kéo cái này cái nên nó đi chỗ khác à. Từ từ vô ha. Đem bồ ra, các bạn có thể đem bồ thoải mái. Cái này vô chưa vô được này không, cái này mình đẩy cái đi ha, cái mình cứ chạy đẩy ha, mình ghép chỗ khác. Nó xanh được không, được này không, nó chạy này không đó. Nó ghép vô được nhưng mà nó chạy được, chứ các bạn ghép vô cái nó đứng luôn chỗ đó luôn cái không được. Giờ này trời ít bão các bạn, từ từ ha, cứ xem xét từ từ, đừng nên vội, cục này không nên vội. Đỏ xanh, xanh đỏ, cái này đồng quen thôi, vị trí quen thôi. Bây giờ ghép viên trắng kia vô, ok không, ok nè không. Có nhiều khi ghép rất là khó khăn. Rồi còn viên cam, cam xanh, nhưng mà phải đi được nè. Đi được không? Không được không? Không được không? Không được nè không? Rất là khó khăn các bạn. Nếu mà khó quá các bạn tránh ra, các bạn làm viên khác. Trắng xanh thì có khó ghép không? Cam xanh, cam xanh, cam vàng, cam vàng đây, đẩy ra, cứ từ từ không, nếu qua nếu lại mình tìm cách mình đi. Ok nè không, đó mình ghép vậy đó, những cái viên này nó vô cùng vị trí dày dày, cái nào nhớ thôi, cái này mình nhớ thôi chứ còn thật sự cũng khó khăn cho các bạn đó. Cái này xanh đỏ, xanh cam nè, cẩn thận nè, chỗ này nè không, chỗ này rất là dễ đi nè, dễ mất nè, chỗ này là hai viên bên này, hai viên bên này đưa lên. Để mặt trắng này không, trắng đỏ xanh, trắng đỏ, đỏ bên này đưa lên, đỏ mất rồi không, xanh gì đi cúp thì nó không mất các bạn, nhưng mà cái này nó mất. Tại vì nhiều khi mình quên á, mình quạo mất. Trắng xanh nè không? Mất này không, cái viên vàng nó rời các bạn, cái tấm vàng này nó rời, tấm vàng nó rời ra, trắng đỏ ok ha, tấm gì đúng rồi ha, bên này đúng rồi không, vàng cam vàng cam xanh đỏ, xanh đỏ đây, cái tâm này vậy không, mình các bạn chơi đi cúp bạn sẽ quen. Còn cái tâm này, hai tâm này không,
đưa qua, đưa lên, ok không? Rồi góc tự do đây, không, góc tự do nằm đây, tâm này đây, 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 ok không? Rồi bây giờ mình trả về công thức mà mình ghi phần mô tả không? R U 2 an L F U phẩy R U, ok không? Đặt tâm vô hết, chịu khó chút xíu, mình ghép cái này cũng bao cũng lần rồi, mình thấy thì ok hết, không có vấn đề gì hết không? Bây giờ mình trả về bi cúp, mình trả về bi cúp mình coi xong mình mới thầu ra đây, mình coi viên nào thế vô viên nào không? Nó hơi phức tạp xíu nhưng mà không sao. U phẩy R phẩy U F phẩy L phẩy U 2 R phẩy bi cúp. Bi cúp thì mình làm viên này trước. Viên này là viên theo mình quen á, là viên trắng trắng cam xanh lá. Trắng cam xanh lá bên đây. Mình đưa lên đây. F R U F R phẩy F 2 U phẩy. Cái này mình dễ bi cúp nha, chứ không có gì đặc biệt hết nè, nhưng mà mình phải coi viên. Trắng cam xanh dương đây chưa được không? R U rồi trắng cam xanh dương đây không gì này mình thấy vô đây không rồi R đi R phải các bạn coi cái clip của mình nghe, còn bạn giải theo công thức của các bạn thì cứ thế từ từ vô đây mà F. Trả về nữa không? Giờ mình trả về R đi phẩy R phẩy, ok được viên. Cứ từ từ mà làm không? Công thức thì nó cũng như đó thôi, nhưng mà nó phức tạp ra thôi các bạn, chứ không có gì đặc biệt. Rồi làm tới viên này. Viên này mình coi viên này là viên gì? Vàng đỏ xanh không, mình coi viên nào rồi mình thế vô đây. Rồi, công thức này không, R U 2 L F U phẩy R U vàng đỏ xanh. Mới nói viên gì quên mất tiêu rồi. Đây, đúng được viên này không, lấy cái viên hồi nãy đúng nè. Mình coi làm lại không, U phẩy R phẩy U F phẩy L phẩy U 2 R phẩy vàng đỏ xanh không? R rồi mình coi cái viên vàng đỏ xanh đâu. Đây vàng đỏ xanh là sẽ thế cái viên vàng cam xanh dương, thế viên vàng cam xanh dương vô ha. Rồi U phẩy L phẩy U F phẩy L phẩy U 2 L phẩy. Rồi mình tím cái vàng cam xanh dương á, mình để bên này, mình thấy ở bên này giống như bị cúp vàng cam xanh dương đây không à, mình chạy trong hồi nó vô đây F R U F R phẩy F 2 U phẩy, ok không? Nó chưa chạy, mình cứ chạy từ từ. Rồi mình để đây, mình đưa vào đây, xoay ngược đồng hồ ha, ok không? F R U F R phẩy F 2 U phẩy xe lại, ok. Vàng cam xanh dương. Rồi mình tìm viên này, vàng đỏ xanh, nhưng mà mình thổi lại mình coi đúng được hai viên chưa? Viên này nhiều khi nãy quên nè, là không đúng, không sai viên này lắm. Vàng đỏ xanh, hên quá, hồi nãy giờ chúng viên này viết nhớ. Đây. R U 2 L phẩy L F U phẩy R U đúng được viên này. Sao đúng mấy con viên vậy? Đây nữa, đúng được hai viên rồi. Như viên thứ ba này không? Đây, vàng đỏ xanh, mình thấy vàng đỏ xanh lá vô, mình thấy viên vàng đỏ xanh lá vô đây là đúng ha. Đây. U phẩy R phẩy U F phẩy L phẩy U 2 R phẩy. Rồi mình làm hoài khi nào có viên vàng đỏ xanh lá vô đây là đúng. F R U F R phẩy F 2
thu phải đây. Đi cấp ha. Vàng. Cái này như là vàng đỏ xanh lá phải. Hay là vàng cam xanh. Đúng rồi, vàng đỏ xanh lá đó. Giờ mình trả về mình coi được 3 viên chưa. R, U2, L, F, U phải, R, U. Đúng được 1 viên, 2 viên, 3 viên ha. Đúng được 3 viên rồi không? Còn 1 viên nữa. Cái viên đó, bây giờ mình làm ha. Tạo thế lại nè không? U phải, R phải, U, F phải, L phải, U2, R phải. Rồi làm viên này. Viên này thì nó khỏi coi. Tại nó phải tiệp cái này. Tiệp viên này nè. Là vàng, xanh lá, xanh lá, cam, vàng. Xanh lá, cam, vàng mình đưa ra đây. Ha. Mình từ từ ha. Mình làm công thức 3 đó. Cho khi nào cái viên này ra đây thôi. R, U, R phải, F2, L, F, L phải, U phải, F. Chưa ha. R, U, R phải, F2, L, F, L phải, U phải, F. Đây. Cái viên này muốn làm được phải nằm đây ha. Để mình áp dụng công thức xoay xoay ha. Rồi, nắm dây. Góc tự do. Mình bi cúp thôi. Xoay ngược cái đồng hồ ha. Làm công thức 1. F, R, U, F, L phải, F2, U phải. Rồi, xoay ngược cái đồng hồ cái nữa. Làm công thức 2. U, F2, R, F phải, U phải, R phải, F phải. Rồi, vậy ha. Xoay thuận cái đồng hồ. Làm công thức 1. F, R, U, F, L phải, F2, U phải. Ok, đưa về vị cũ. Vô nè ha. Ok không? Đây còn 3 viên này. 3 viên này thì mình cứ để im về mình chạy. Mình coi coi, nó đi vô chưa. Thường thường nhìn nó sẽ thấy có vô. Trắng đỏ. Đây, mình coi coi nó vô chưa ha. R, U2, L, F, U phải, R, U. Còn lại 1 viên, 2 viên, 3 viên ha. Còn 3 viên không. Rồi, mình tạm thế nè không. U phải, R phải, U, F phải, L phải, U 2, R phải. Rồi, làm công thức 3 cho nó vô ha. R, U, R phải, F 2, L, F, L phải, U phải, F. Chưa vô nè. Nhìn thấy là chưa vô rồi. Cái mặt trắng là cái này. Nó quen thôi. Ok không? Rồi. Giờ mình trả về không? R, U2, L phải, L chứ. L, F, U phải, R, U. Ok ha. Xong cục Rubik ha. Tạo thế bi cúp. Đầu tiên là tạo thế bi cúp. Các bạn tạo thế còn này im gì tạo thế. Rồi bạn coi viên. Viên nào ghép với viên nào. Trắng xanh nè. Xanh đỏ nè. Nhưng mà các bạn phá ra bú xua. Bạn ngồi suy nghĩ cũng vô nè. Tại vì nó có mấy viên hả. Ghép vô và mình trả gì mình coi. Ví dụ cái viên trắng xanh nó lọt qua đây. Thì mình thay thế lại. Mình ra mình thay thế lại. Cách thay thế thì thay thế công thôi. Chứ không có cách gì thay thế hết. Rồi cục rất là khó ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công. Bye bye.